Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của B Quý Thành. Ông ơi, nếu bây giờ em là một thợ săn có một ngôi nhà ở trong một khu rừng và xung quanh đấy không có gì cả ngoài một con quái vật lúc nào cũng theo dõi em thì em sẽ như thế nào? Em á, em săn con quái vật luôn, bắn bom chết tòi. Được rồi, để vào video ngày hôm nay xem ốc có dám săn nó không nha. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo. Anh nghĩ là ốc thấy nó, ốc chạy mất dép. No. Rồi, vào bên luôn. Đây, anh vừa mới tải được một tựa game như thế luôn ốc ạ. Wow, tên là The Wicker Devil các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào xem luôn là nó nói về cái gì. Ồ, đây là một ngôi nhà gỗ đúng không, Baby Thái? Đúng rồi, đây là ngôi nhà của một thợ săn. Đúng luôn, thấy có miếng da của Baby Thành đây, miếng da lợn. Da lợn đâu, đây là da nai hay là da hươu á. À đấy à, tưởng mới da. Đây là giường anh ngủ này. Xung quanh đây thì đây là đang mùa đông, đang rất là lạnh lẽo, hiểu không? Trong rừng sâu. Rừng sâu đừng không đùa được đâu các bạn ạ. À, bây giờ mình phải đi kiếm những cái que để bỏ vào bếp này. Phòng trường hợp là trời ở ngoài rất là lạnh thì mình còn có thể đốt được cái bếp này, mình sưởi ấm này các bạn này. Rồi, và bây giờ mình sẽ mở cửa làm nhiệm vụ là đi lấy cái que. Thế tưởng bảo là không được ấy, không được ra ngoài, kiểu con quái vật nó đến nó bắt. Quái vật thì chưa thấy đâu, nên thôi bây giờ phải đóng cửa vào nữa. Ui, cửa sổ mở ra chết cóng các bạn ạ. Ui. Nhanh. Thế rồi, anh phải sưởi ngay đi. Cửa nhà cứ tưởng mở nhỉ. Có điều chết cóng. Có điều gì đó bất ổn. Nó mà. Hello. Con gì vừa chạy vào nhà ấy? Em nhìn thấy mà, các bạn có nhìn thấy không? Đâu còn gì đâu, ốc đừng có mày mồm điêu. Đây, ngoài nhà mình có máy phát điện, mình phải sửa máy phát điện. Rồi. Baby Thành chết nhanh quá các bạn ạ. Còn chưa kịp rồi thì hiểu chuyện gì ra. Ok, đấy các bạn biết là chúng ta cần làm gì chưa? Rồi bây giờ bắt đầu cuộc hành trình nhá. Mình sẽ phải lấy que. Lấy que. Ngó. Đây nhặt củi. Cái gì đấy? Cái gì thở phì ghê đấy. Ui, quái vật ơi, biết ngay mà. Nó thở phì ngay mà. Các bạn ơi, các bạn biết đấy là con quái vật gì chưa? Nó đầu giống con hươu á. Đầu giống con hươu á, nhưng mồm thấy giống mồm con chó. Thôi bây giờ không cố tham nhặt nữa các bạn ạ. Bye, have a great time. Đi ra ngoài này nhặt cái đi về luôn. Không. À, mình kiểu mình nghe thấy tiếng thở ấy là mình biết mà. Nhưng mà vẫn phải nhặt nhanh rồi về, không là chết lạnh. Về đi. Về đi chết rồi. Mình sắp đông thành đá rồi các bạn ơi. Xôi. Mày quá ơi, mình có 5 cái que rồi. Ừ, đóng cửa vào kẻo con đấy nó đến đấy. Nó đâu nhỉ? Nó đang rình rập mình bên ngoài ấy. Quỷ ông. Đóng cửa vào. Nó là con hươu thật các bạn ơi, một con hươu to đùng đang đi quanh nhà mình. Đóng cửa vào. Ôi, đóng cửa vào thôi rồi, nó đi vào nhà rồi. Ôi giời ơi, chấm hết cuộc đời. Tèo. Xin là xin vĩnh biệt. Sao lại không có đèn vậy? Nhà cửa kiểu gì không có đèn à? Ấn E liên tục. Chứ phải ấn giữ nha, ấn E liên tục. Có điện rồi. Vào nhà. Ôi giời ơi. Đi khóa cửa sợ quá. Đóng cửa sổ vào. Ui, sợ quá, đóng nốt cửa sổ này vào. Rồi, sưởi. Thêm vào. Ok. Chết rồi. Phải ra ngoài nhặt thêm củi thôi. Mình phải làm gì đây? Chắc là mình phải cố gắng sống sót thôi các bạn ạ. Ừ. Càng quá nhỉ. Càng ngày củi càng ở xa các bạn ạ. Củi ở gần. Ui, Bê Quy Thành đã nhặt hết rồi. Đứng gần vào đấy. Trời, các bạn nó cứ cạnh ở ngoài như thế làm sao mà làm gì được. Mình đứng gần cái lò là mình sẽ không bị đóng băng các bạn. Thì lò sưởi mà, nó có lửa mà. Que đâu nhỉ? Đây, có nhặt được 2 que.
Ui, em nghe thấy pì xì pì xì. Em đoán là nó đang ở đằng sau anh đấy. Đốt, 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 đốt đi, đốt đi. Đốt đi. Chết rồi, anh đã bị đóng băng rồi. Cô ấy chưa bị đóng băng. Nhờ ghê. Nước sau có cây gì thấy không? Không thấy. Hả? À ôi em thấy rồi, ôi sợ quá. Ui. Bên này cửa bên kia. À ui. Mày định vào à? Con mén này. Ghê quá. Anh chỉ còn một cái củi thôi, Bê Quy Thành anh sắp chết rồi. Không, anh sẽ không chết đâu ạ. Anh chết chắc rồi. Có đâu? Kia có nhìn thấy củi nhỉ? Về nhà ngay. Chết giết, chết giết. Đốt luôn. Cửa mở. Ok, sống rồi không ơi? Chưa, anh chưa đốt mà. Anh mới chỉ đứng gần thôi. Sửa là hết rồi. Nó núp sau cây ấy. À, bưởi à. Ôi, nhà tối quá không thấy cái gì các bạn ơi. Nó đằng sau anh ấy. Hết củi rồi. Chưa hết, còn hai thanh gì đây. Hai. Ui. À. Ê, nó đến gần thật sự luôn ấy. Nhà nghèo thế, nhà cửa không có chốt à? Ui quá các bạn ơi. Nó đi. Cút đi. Ôi, mình không có cách nào tiêu diệt được nó à. Cửa, đóng cửa vào. À, ôi chết quá các bạn ơi. Nó lại mở cửa nhà này của mình. Yes, mình sống rồi các bạn ơi. Mình đã sống sót. Ủa gì vậy? Là hết game. Ờ, nhiệm vụ của mình là sống sót làm sao tới sáng đấy. Bạn đã sinh tồn được tới buổi sáng. Trong vòng 24 giờ, ok. Quá là căng thẳng các bạn thấy đáng sợ chưa? Nó lúc nào cũng thò mặt vào, nó rình cái mắt mình luôn mà. Mình nổi hết da gà luôn ý. Và để tăng độ khó cho game thì ốc muốn là người được trải nghiệm cảm giác là lúc đấy ốc gái là ốc bảo là không sợ, ốc sẽ vác súng ra bắn xem ốc có bắn được không nhá. Nhưng mà hình như trong nhà thợ săn của Bê Quy Thành không có súng. Thôi đổi chỗ không? Hay là như nào? Đổi chỗ đi. Ok, đổi chỗ nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, đấy, đi. Đấy, chỉ còn di chuyển thôi. Rồi, cái gì đấy ốc ơi? Cửa nhà đằng bên trái nhá. Đấy, mở ra đi nhặt đi. Cái phải nhảy lên làm gì? Đấy, đi qua cái này nó tự nhạt. Đó, nhảy đi. Quay xe. Úi giời, ốc vừa đi ra nó chạy mất rồi. Nhà đấy, đâu? Nhà đây nhưng mà... Chết rồi, em chết chắc rồi ông ạ. Không, em không chết đâu. Ừ, mày quá ở đằng sau mông em kìa. Ấn E hả? E đóng cửa lại, đấy. Ở đấy, cửa lại nữa. Nhìn... Sửa rồi. Ok rồi đấy. Ok rồi, quá ok luôn mà. Lên giường ngủ đi. Bị điên à? Ngủ cái gì, cửa sổ đang mở. Có một cửa sổ đang mở chết rét. Đấy em đứng ở cửa sổ đấy. Lại cái này lại mở, cái này đóng mà. Nó mở ra đấy, nó mở để nó bắt em đấy. Ôi nó mở ra, ôi em sợ lắm. Vẫn còn lửa, bây giờ em sẽ ra ngoài và nhặt thật nhiều củi. Hả, cái gì đấy, cái gì bụp bụp đấy. À mất điện. À con này mày làm tao mất điện à. Sửa đi. Ơ đâu cây kia. Sửa đi nhanh lên rồi chết cóng rồi. Đâu đã hiện lên đâu mà sửa đây. Rồi vào nhà nhanh chết cóng. Chết dép rồi. Để phải. Đóng hết cửa lại. Đóng cửa chính. Rồi sửa. Cửa sổ mở. Đóng cửa sổ. Rồi còn cửa sổ vẫn còn cửa sổ mở. Đâu cửa sổ nào? Đây trước mặt đây. Ôi trời ơi mình lại đi. Em vừa bị chết cóng à? Em vừa chết cóng được cái mùa đông gió lùa vào trong nhà thì chả chết rét được các bạn này, còn ở giữa còn có tuyết nữa. Mùa đông không lạnh. Không, mùa đông lạnh luôn, lạnh đóng băng luôn. Đi nhặt gỗ đi, nhặt những cái que để tí bỏ vào bếp được, còn có cái mần đun. Em lia vừa thôi đấy. Đi qua đây. Đồ rồi. Căn nhìn nhiệt độ nhá để còn đi vào nhá, chạy cố quá nhỉ.
Chạy vào nhà đi nhanh đi. Cứu các bạn. Lại đi. Lại. Xe không ấn ship để chạy. À ấn ship để chạy. Sao anh không nói với em ấn ship để chạy? Ôi giời. Hết cứu. Hết cứu. Rồi nha. Xem ốc sống được bao lâu nhá. Anh bảo tí nó ngó mặt vào cửa sổ, em ngó lại nó là nó sợ. À thế á. Ừ. Thế anh có chắc không? Chắc. Anh đảm bảo là nó không chui được vào cửa sổ nhà mình đâu. Đâu? Em bốc phép à? Nó đứng ở gốc cây á, không nhìn thấy à? Đi vào đi, không cần thời gian à. Chết chết bây giờ. Đóng cửa nhà lại. Chưa quay đúng chỗ. Rồi, sửa đi. Sửa cho nó hết cái giá ở trên người đấy các bạn. Các bạn thấy hiệu ứng màn hình không? Nếu mà cái tuyết nó càng nhiều thì nghĩa là mình càng bị lạnh. Mà càng bị lạnh thì mình chết rét. Đúng rồi, như lúc nãy ông vừa chết rét đấy. Ôi, cửa này nó cứ mở. Thì đóng nó vào. Đấy, đứng lại đứng cho đỡ rét. Em rét quá. Rét quá. Em có nên đi ra ngoài ôm nó đúng không? Ôi ôi ôi. Em mở cửa sổ đi. Em đứng lên nhìn nhá. Đứng lên nhìn nào. Đó, thấy không? Ôi, đóng cửa vào. Đóng cửa vào. Đóng vào. Đấy, đúng rồi. Đấy, nó dụ nó ra đấy. À, bây giờ thế bây giờ ra ngoài được chưa? Cửa sổ đang mở rét rét kia. Cửa sổ nào? Đây cửa sổ này. Anh thấy không? Rồi, rồi, rồi. Thôi em đừng chơi nữa ạ, kinh quá. Nó thò đầu vào luôn. Ui, đáng sợ quá. Thôi các bạn. Tắt kèm. Bye. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn bây giờ sau đấy. Ốc cứ đòi trải nghiệm, cuối cùng là ốc sợ chết rét, sợ tái cả mét này. Kinh quá. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại bạn bây giờ sau. Bye bye.